Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc nồi cơm điện cao tầng rất là xịn sò đến từ thương hiệu Senhao. Và đây là nồi Senhao Mama với mã là SHD8955. Mặc dù là một cái nồi cơm điện nhưng mà nhà mình dùng để nấu cơm thì ít, nhưng mà nấu những cái món khác thì nhiều hơn. Bởi vì chiếc nồi này bên cạnh nấu cơm nó còn được cài đặt sẵn rất là nhiều những cái chế độ nấu ăn khác nữa. Và cụ thể như thế nào thì cùng mình khám phá nha. Điểm đầu tiên mình cần lưu ý với các bạn đó chính là đây là một cái nồi cơm điện cao tầng. Và một cái điểm để các bạn phân biệt nồi cơm điện cao tầng so với nồi cơm điện thông thường á, là ở bên trên nồi chúng ta sẽ thường thấy một cái dấu có chữ IH. Thì đây là viết tắt của từ Induction Heating, có nghĩa là công nghệ đốt nóng trong. Với những cái nồi cơm điện cao tầng như vậy á, thì thay vì làm nóng bằng mâm nhiệt thì nó sẽ sử dụng công nghệ từ và đun nấu không tiếp xúc. Nhiệt của chúng ta sẽ được tỏa đều hơn chứ không phải là tập trung ở phía dưới đáy như là cái công nghệ làm nóng bằng mâm nhiệt thông thường. Vì vậy là cơm hoặc là những cái món ăn khác mà các bạn nấu bằng nồi cơm điện cao tầng đó, nó cũng thường sẽ ngon hơn rất là nhiều, hạt gạo mềm tơi xốp. Nghe tới công nghệ nấu là đã thấy xịn sò rồi đúng không? Nhưng mà thiết kế bên ngoài của chiếc nồi cơm điện Senhao Mama này cũng xịn sò không kém đâu nha. Đầu tiên đó chính là nó sẽ được hoàn thiện xung quanh bằng chất liệu inox cao cấp hết, rất là cứng cáp, bền bỉ và cũng dễ lau chùi cho các bạn trong quá trình sử dụng nữa. Và bởi vì có chất liệu bên ngoài là inox nè, kèm theo với đó là lòng nồi rất là dày, cho nên là cái trọng lượng của nồi chúng ta sẽ hơi nặng một chút xíu. Cho nên là với những cái chiếc nồi cơm điện cao tầng như vậy thì mình khuyến khích các bạn là nên tìm một chỗ và bố trí cố định thôi. Chúng ta tránh di chuyển nhiều tại vì nó rất là nặng. Bên cạnh chất liệu thì màu sắc của chiếc nồi Senhao Mama này mình cũng rất là thích. Nó có một cái tông màu gold rất là sang trọng, để các bạn để vào bếp của mình bảo đảm là sang hẳn cả một góc bếp luôn. Và cái trọng lượng nặng của chiếc nồi Senhao Mama này phần lớn nó cũng đến từ việc cái lòng nồi ở bên trong được thiết kế với một cái thành rất là dày cũng như là rất là nặng luôn. Mặc dù là nó sẽ hơi khó cho các bạn khi mà thao tác với lòng nồi tại vì nó cũng khá là nặng. Tuy nhiên đây là một cái điểm chung của nồi cơm điện cao tầng. Và lòng nồi được hoàn thiện bằng hợp kim nhôm cùng với cách hoàn thiện dày và nặng như vậy á, sẽ giúp cho lòng nồi có khả năng giữ nhiệt tốt hơn và giữ nhiệt lâu hơn. Nhờ vậy mà cơm của các bạn nấu cũng sẽ nhanh hơn nè. Và khi nấu xong thì cơm cũng sẽ giữ được lâu hơn trong cái lòng nồi này. Và tất nhiên thì lòng nồi bên trong cũng sẽ không thể nào thiếu một lớp phủ chống dính. Dù có nấu cơm hay là nấu những cái món ăn khác thì đồ ăn cũng sẽ không bị dính vào đáy nồi và chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh hơn rất là nhiều. Và đi kèm với nồi cơm điện cao tầng Senhao Mama, người dùng sẽ có một cái bộ phụ kiện đầy đủ, bao gồm một cái khay hấp nè, hốc đun gạo, một chiếc muỗng xới cơm và một chiếc muỗng súp. Và cuối cùng đó chính là dây điện. Thông thường nồi cơm điện nào thì cũng sẽ có một cái phần van xả hơi ở phía trên hết. Tuy nhiên van xả hơi của chiếc nồi Senhao Mama này nó sẽ hơi đặc biệt hơn một chút xíu bởi vì nó là van xả hơi thông minh. Van xả hơi này có thể tự cảm nhận được cái lượng bốc hơi nước ở phía bên trong và tự động điều chỉnh. Ví dụ như các bạn hôm nào đó có nấu hơi nhiều nước hơn một chút xíu hoặc là hơi ít nước hơn một chút xíu thì van cũng sẽ tự động cái lượng hơi nước tỏa ra bên ngoài để đảm bảo là thành phẩm cơm sau cùng thì vẫn luôn ngon và luôn mềm dẻo. Bảng điều khiển của nồi cơm điện Senhao Mama sẽ hoàn toàn là các phím cảm ứng. Và các bạn sẽ có thể điều khiển tất cả những gì mà mình cần ở trên cái bảng điều khiển này. Đầu tiên là chúng ta có thể lựa chọn những cái tính năng nấu như là nấu tiêu chuẩn nè, nấu nhanh, nấu chậm, nấu cơm niêu thì thường nó sẽ có thêm một cái lớp cơm cháy ở phía dưới, nấu súp nè, nấu cháo nguyên hạt, nấu cháo nhừ, hầm, hâm nóng và cả các bạn làm bánh ở trong cái nồi này cũng được luôn. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn bỏ gạo vào nấu á, chúng ta cũng có thể lựa chọn là gạo của chúng ta là gạo thơm nè, gạo nứt hay là gạo ngắn hạt nữa để máy có thể có chương trình nấu phù hợp để ra cái thành phẩm ngon nhất. Ngoài ra thì khẩu vị của mình là khẩu vị tiêu chuẩn, muốn là cơm mềm hay là cơm dẻo thì các bạn cũng có thể lựa chọn. Hiện tại thì nồi cơm điện Senhao Mama này cũng đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi tại FPT Shop. Giá bán của nó sẽ vào khoảng hơn 2 triệu chút xíu khi mà đã có áp dụng chương trình khuyến mãi rồi. Và đây cũng là một chiếc nồi cơm điện cao tầng chất lượng với nhiều những cái tính năng nấu khác nhau. Và khi nấu thì các bạn cũng không cần phải quan tâm đến vấn đề thời gian hay gì cả, bởi vì chỉ cần chọn tính năng thôi, tất cả đã có Senhao Mama lo rồi.